giới thiệu với các bác một em họa mi bộ rất là to các bác nhá. Họa nét căng đét, chân vàng mỏ vàng. Em zoom vào mặt cho các bác xem nhé. Nhìn đầu mặt đẹp không? Chân này con này. Chân bên ngoài đảm bảo các bác nó vàng hơn con nhá. Em đang quay ở dàn lan nha em này con này. Đấy, chim hót khá là ok con nhá. Em này thì giọng hay thôi nhé. Giọng cực phê luôn. Con này bố rất là to các bác nhá. Đẹp lắm con này. Đuôi này. Con này lông rất là vàng, chim rất là sáng, vàng đẹp quá nhá. Chim thuần 90% các bác nhá. Giọng hay không các bác? Thank you.
anh nhá.